Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay là ngày 29 âm lịch, sắp giao thừa đây. Mình ngó đàn thỏ với đàn chuột thì bé thỏ đáng yêu chưa? Năm nay cũng có được đàn thỏ nuôi cho đỡ buồn mùa dịch. Chúc các bạn sang năm mới đạt nhiều thành công nhé. Hy vọng sang năm mới kênh YouTube của mình phát triển hơn để mình giúp đỡ thêm được gia đình. Đó, chuột đẹp nhất đàn này. Đấy, xứng chưa? Đấy, mặt cứ xinh. Nhìn nó ngáp này. Vừa nó ngáp miệng dai này. Hết một năm rồi, sắp hết một năm rồi. Đây, niềm vui năm nay là được các thành viên mới đây. Đây các bạn nhé, đây là các thành viên mới năm nay đây. Đây, năm nay may mắn được cuối năm được thêm hai bé Silky này, rất đẹp. Một bé, hai bé, hai bé Silky. Đấy, cá to này, mặt đen, mặt trắng, đúng hắc bạch luôn. Hy vọng hôm nay nhiều may mắn. Đây, được thêm bốn bé chuột lang Mỹ. Được hai bé đẹp đẹp thì hai bé này mặt hơi chưa được đẹp. Đấy, bé Crab thì rất đẹp này. Các bạn nếu yêu thích các dòng chuột lang hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển hơn các bạn nhé. Và đây nữa, năm nay được thêm ba bé Abi lông xoáy đây, một bé xám trắng này, một bé cũng màu đỏ tam thể đây, ba màu. Bé này bé gấu trúc đen trắng, nửa trắng nửa đen, rất là đẹp. Đây là hết một năm rồi. Bên kia là bé Silky lớn. Bé Silky
không dài. Ổ thỏ mới đây. Đàn thỏ này đói rồi ăn đấy. Cảm ơn các bạn nhé, hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh phát triển hơn các bạn nhé, ấn nút đăng ký kênh màu đỏ. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Bộ dọn dẹp. Ôi, giao thừa rồi, dọn gì nữa mẹ, nghỉ thôi. Ô, thôi. Sạch lắm rồi. Cây sung buổi tối đẹp chưa này? Cây sung cổ thụ luôn đấy. Tối 29 Tết giao thừa của năm 2022.